Theo các số liệu vừa được công bố, doanh số bán nhà quý 2 năm nay tiếp tục tăng, đặc biệt trên phân khúc căn hộ khoảng 15 triệu đồng một mét vuông. Trong đó, chỉ riêng quận 7 và khu đông thành phố chiếm gần nửa doanh số bán. Nhờ nhiều yếu tố tích cực của thị trường và loạt chương trình kích cầu của các chủ đầu tư, cuối tuần vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh, chủ đầu tư dự án Sunview Town đã tổ chức chương trình trao thưởng mua nhà tặng nhà sau khi bán thành công toàn bộ căn hộ của block Ruby. Theo khảo sát của các nhà tư vấn bất động sản như CBRE và Savio Việt Nam, tình hình giao dịch các căn hộ trong quý 2 năm 2014 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại khu đông thành phố, doanh số tiêu thụ căn hộ phân khúc trung bình đang tăng trưởng tốt, trong đó dự án Sunview Town do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư nổi bật đáng kể. Theo số liệu mà tập đoàn này công bố, hiện 330 căn hộ thuộc block Ruby được bán hết. Một block mới là block Sapphire vừa được công bố bán nhưng hiện cũng đã có nhiều khách hàng đặt chỗ. Đại diện Tập đoàn Đất Xanh cho biết, dự án đang được thu hút nhờ vị trí, giá cả phù hợp, tiện ích cao cấp, pháp lý minh bạch, tiến độ nhanh và phương thức thanh toán linh hoạt. Đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi kích cầu đã góp phần tạo nên sự sôi động cho dự án. Vừa qua ngày 12 tháng 7 năm 2014, Tập đoàn Đất Xanh tổ chức chương trình trao thưởng mua nhà, tặng nhà dành cho chủ nhân may mắn trúng căn hộ Sunview Town trị giá gần 800 triệu đồng. Trước nay tôi chưa bao giờ mà nhận được một giải thưởng lớn như thế này. Thì cảm xúc bây giờ là rất là khó tả và rất là vui mừng. Cái Sunview Town này nó nằm ở vị trí rất là gọi là rất là tốt, khá là đặc địa, tại vì mình các cái tuyến đường nối đến đây nó rất là thuận lợi. Cái thứ hai là cái thiết kế của nó đưa ra đã thuyết phục được tôi về do là cái cách thiết kế của nó khá là hiện đại và đồng thời cái mức giá đưa ra nó tương đối là mềm. Trong ngày 20 tháng 7 tới, Đất Xanh tiếp tục chính thức mở bán block Sapphire. Sunview Town là dự án khu phức hợp ven sông, kết nối giao thông thuận lợi với các quận 1, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh với mức giá công bố chỉ từ 699 triệu đồng một căn 2 phòng ngủ, thanh toán theo mét vuông mỗi tháng. Đây là dự án thu hút được rất nhiều người quan tâm tìm mua trong thời gian qua. Theo dự báo của các công ty tư vấn bất động sản, thị trường căn hộ sẽ tiếp tục duy trì bức tranh khả quan đến hết năm nay nhờ nhiều yếu tố tích cực của thị trường như cung dồi dào, nhu cầu mua nhà ở cao và lãi suất cho vay mua nhà đang ở mức thấp. Quý 2 năm 2014, giá bán căn hộ tiếp tục ổn định, dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đến hết năm và có thể tăng nhẹ ở các dự án có tỷ lệ bán cao, vị trí đắc địa và chủ đầu tư danh tiếng.